Muốn hỏi các bạn, muốn biết được là chúng ta có bao nhiêu que tính hay bao nhiêu đồ vật thì chúng ta phải làm như thế nào? Cô dám mời bạn. Cô phải đếm à. Cô dám mời bạn Linh. Cô phải đếm à. Cảm ơn con. Ra anh. Cô phải đếm.